đời khổ. Bị tắc nữa. Gần những lỗ nào thế? Đã thu công việc của mình là di chuyển là như thế nào anh? Anh đi máy bay em ạ, anh đi lại gọi là kiểu tư vấn nhau đi du lịch á, Tua. anh đi tour cho người yêu nói làm giấy tờ cho họ đi lịch, nhiều khi họ phải cần đi cùng họ á.